Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2022. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 12, giá vàng miếng trong nước ghi nhận biến động tăng nhẹ ở các thương hiệu, trái ngược với mức giảm của giá vàng nhẫn bố số 9. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 100 cho đến 200 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục biến động và lùi về sát ngưỡng 1.800 đô la Mỹ một ao. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 65.900 nghìn đồng một lượng, chiều bán 66.720 nghìn đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 65.650.000 đồng một lượng, chiều bán 66.650.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn khi ở chiều mua đứng tại mức 65.700.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.600.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 900 cho đến 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 65.800.000 đồng một lượng, chiều bán 66.600.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 65.800.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.600.000 đồng một lượng, cũng giảm 100.000 đồng một lượng chiều bán và chiều mua giữ nguyên. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 800.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua và 100.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 65.750.000 đồng một lượng, chiều bán 66.600.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua và 90.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 65.750.000 đồng một lượng, chiều bán 66.560.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC giảm 200.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 65.900.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.600.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 65.900.000 đồng một lượng, chiều bán 66.600.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay tiếp tục ngược chiều so với giá vàng miếng SJC khi ở cả chiều mua và chiều bán đều có mức điều chỉnh giảm từ 63.000 đồng một lượng đến 150.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20.420.000 đồng một lượng đến 52.800.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 22.420.000 đồng một lượng đến 53.800.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.804,7 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm khoảng 8 đô la với tỷ lệ 0,46%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.799 đô la Mỹ và cao nhất 1.814 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 16.649 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã giảm 0,29%. Chỉ số đồng đô la Mỹ
thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện đang đứng tại mức 104,211 điểm, trong phiên đã tăng 0,06%. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ nhảy lên mức 3,830% một năm, mặc dù trong phiên đã giảm 0,39%. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 79,266 đô la Mỹ một thùng, giảm 0,73% trong phiên. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã suy yếu ở phiên Âu chiều nay theo giờ Việt Nam và đã lùi về sát ngưỡng 1.800 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 52.700.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 14 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 1.200.000 đồng một lượng. Thị trường kim loại quý được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Đêm qua, chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác có lúc đã giảm xuống dưới mức 104 điểm. Ngoài ra, các biểu đồ tăng giá ngắn hạn cũng đã thúc đẩy đà tăng vững chắc của kim loại quý này. Nhiều nhà đầu cơ giá lên cho rằng các quỹ phòng hộ sẽ hoạt động tích cực hơn trong năm 2023 và họ muốn mua vào trước thời điểm đó. Trong dự báo triển vọng năm 2023 của mình công bố mới đây, Hội đồng Vàng Thế giới cho rằng mặc dù thị trường vàng chứng kiến nhu cầu mờ nhạt trong hầu hết năm 2022, nhưng nó sẽ vẫn là một tài sản chiến lược quan trọng vì năm mới dự báo sẽ có nhiều bất ổn. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Kiko News, trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu ông Colas Atiga của Hội đồng Vàng Thế giới cho rằng việc thắt chặt chính sách tiền tệ chưa từng có của Ngân hàng Trung ương để hạ nhiệt lạm phát đã đẩy giá nền kinh tế toàn cầu đến điểm uốn. Ông Atiga giải thích, trong khi hầu hết các nhà kinh tế cho rằng việc thắt chặt của các ngân hàng trung ương đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nhẹ, thì ngày càng có nhiều lo ngại rằng thế giới đang chuẩn bị đối mặt với một cuộc suy thoái nghiêm trọng hơn. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể đạt được hạ cánh mềm dường như không còn. Chuyên gia này cho biết, trong môi trường đó, vàng sẽ thể hiện giá trị của nó. Suy thoái càng nghiêm trọng, vàng càng được hưởng lợi. Ngoài sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu, Hội đồng Vàng Thế giới cho rằng các nhà đầu tư vàng cần chú ý đến sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Với việc thị trường dự báo Fed sẽ dừng chu kỳ thắt chặt vào nửa cuối năm tới, ngày càng có nhiều người đồng thuận rằng đồng đô la Mỹ đã đạt đỉnh. Điều này sẽ có lợi cho vàng. Lịch sử cho thấy vàng sẽ được hưởng lợi trong 80% thời gian 12 tháng sau khi đồng đô la Mỹ đạt đỉnh. Hiện, nhiều chuyên gia dự báo vàng là một loại tài sản hấp dẫn trong năm 2023, nhưng trước mắt vàng vẫn chịu ảnh hưởng bởi một đồng đô la Mỹ mạnh. Theo đó, vàng có thể tăng trong một vài tuần sắp tới khi vào mùa cao điểm tiêu thụ vàng ở châu Á. Tuy nhiên, sau đó, vàng có thể chịu áp lực bán ở nửa đầu năm mới khi đồng đô la treo cao theo đà tăng lãi suất của Fed. Ở chiều ngược lại, nhiều dự báo cho rằng vàng có thể tăng ngay trong nửa đầu năm mới. Qua đó, vàng được dự báo sẽ sớm đạt lên trên mức 2.000 đô la Mỹ một ao. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 28 tháng 12 năm 2022 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.